Liam mến chào các bạn. Ở video này Liam gói hàng cho một bạn khách rất là đặc biệt lên kênh. Bạn khách tên là Yến, bạn đã trúng giải mini game đợt Liam mừng kênh Liam Channel đạt 200.000 subscribe ha. Thì hôm nay bạn Yến có mua một đơn hàng ở shop Liam, cho nên là Liam kết hợp Liam tặng quà cho bạn luôn. Tại vì Liam dự định là cuối tuần Liam sẽ tổng hợp chung với các bạn, tổng hợp chung thông tin của 10 bạn trúng giải trong đợt mini game vừa rồi để Liam gửi quà. Liam quay gửi quà, nhưng mà Liam biết là bạn cũng rất là nôn nóng, cũng rất là muốn Liam gửi quà sớm ha. Cho nên là sẵn cái đơn hàng của bạn á, thì hôm nay Liam gói hàng cho bạn và Liam cũng gói quà cho bạn luôn nha các bạn. Bây giờ hãy cùng với Liam chọn hàng cho bạn Yến nha. Bạn Yến ở Thanh Hóa này, đơn của bạn tổng là 8 món. Bây giờ Liam chọn hàng trước, sau đó là Liam chọn quà luôn ha. Sau đó Liam gói nha các bạn. Món đầu tiên là sổ mini, đây một cuốn sổ mini. Món thứ hai là một set 6 bút highlight, đây các bạn. Bạn mua bút này ha. Món thứ ba là túi bóng 100g mà bạn mua 2. Đây, số lượng 2 ha, là 200g ha. Món thứ tư là kẹp giấy, ba cái kẹp giấy nè. Món thứ năm là sổ là so A7, thì em lựa cho bạn mẫu có hình trái đào và hộp sữa rất là dễ thương ha. Món thứ sáu là túi đựng bút, đây một chiếc túi đựng bút. Món thứ bảy là băng keo hai mặt ha, bạn lấy hai cuộn, có lẽ là bạn mua về để bạn làm sticker này các bạn. Cái loại băng keo này các bạn mua về dùng rất là lợi mà tiện nữa ha. Là giày này Liam mua loại này để Liam dùng luôn các bạn. Tại Liam cũng làm video hướng dẫn làm washi tape ở bên kênh Liam Channel ha. Cho nên là các bạn mua cái này về làm sticker, làm washi tape rất là tiện ha. Món thứ 8 là set hai cái bút chì, một cái tẩy, một chút ha. Hai mẫu này các bạn. Gồm có gọt bút chì, hai cái bút chì, có một cái thước nhỏ bên trong ha các bạn. Thì Liam đã soạn xong đơn hàng của bạn Yến ở Thanh Hóa. Bây giờ Liam soạn tiếp quà luôn nha. Rồi Liam sẽ gói ha. Đây Liam để hàng về một bên. Bây giờ Liam soạn quà nha các bạn. Tiếp theo Liam sẽ soạn quà cho bạn Yến. Bạn Yến đã trúng giải trong đợt mini game vừa rồi nha các bạn. Bạn Yến là một trong năm bạn đã comment rất là tích cực cũng như là đóng góp cho kênh Liam Channel ha các bạn. Cho nên là Liam có món quà Liam gửi tặng cho bạn. Bạn chọn túi ha. Liam chọn cho bạn mẫu túi này ha. Món quà gồm có 5 món. Món đầu tiên là một chiếc túi. Món thứ hai là một cuốn sổ. Tiếp theo là một sợi dây buộc tóc. Tiếp theo là 14 tấm sticker. Và cuối cùng là một chiếc dao rọc giấy hình củ cà rốt ha. Đây là phần quà của bạn Yến. Thì sẵn cái đơn hàng của bạn Yến á, Liam gói cho bạn luôn ha. Bây giờ hãy cùng với Liam gói hàng cũng như là gói quà cho bạn Yến nha các bạn. Liam có làm chiếc thùng giấy để Liam bỏ quà cho bạn này. Liam cũng có món quà nhỏ Liam gửi tặng cho bạn Yến ha. Đây là món quà do chính tay Liam làm ha các bạn. Đây là cuốn sổ mà Liam làm trong đợt Liam hướng dẫn ở trên kênh Liam Channel này. Phía trước là giống như kiểu squishy ha. Đây, có hình trái tim. Lúc trước là Liam làm cái cuốn sổ này là nhân dịp là làm quà tặng cho mẹ ha các bạn. Trong cái một cái video hướng dẫn làm quà tặng cho mẹ. Đây là Liam để lại I love mom này. Đó, Liam tặng cho bạn cuốn sổ ha, Liam có chữ ký đây ha các bạn. Thì cuốn sổ này có một điểm đặc biệt đó là bạn có thể bạn thay được cái bìa ở bên ngoài nha. Đây Liam làm bạn thay bìa được ha. Nếu mình viết hết giấy ở trong này rồi á thì mình có thể mình gỡ bìa ra mình thay cuốn sổ khác vào các bạn. Thì Liam cảm ơn bạn Yến đã nhiệt tình ủng hộ kênh của Liam cũng như là các kênh khác ha. Thì Liam cảm ơn bạn Yến đã ủng hộ nhiệt tình các kênh của Liam nha. Đây là món quà Liam tặng bạn làm kỷ niệm ha.